Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng ở viện chuyên tu cũng như ở trên chùa Quán Thế Âm, Pháp Hội Niệm Phật Di Đà. Hôm nay ngày mùng 10 tháng 2 năm 2021, nhằm ngày 29 Tết năm Canh Tý. Sáng hôm nay nhấn nhàng lên dùng sáng với đại chúng và có một số những công việc khá là quan trọng để thông báo và phổ biến và nhắc nhở đại chúng trong cái dịch bệnh đang bùng phát và lan truyền rất là khủng khiếp. Thưa quý vị, hôm qua chúng tôi coi được một cái đoạn khoảng 20 phút của VTV1 Chào Buổi Sáng, đài phát thanh của nước Việt Nam mình, có nói đến cái việc mà dịch bệnh đang lan tràn. Thành phố Hồ Chí Minh đã bị phong tỏa gần chục điểm, và chúng tôi nhìn vô thấy họ kéo hàng rào lại hết. Và hầu như những người bị phong tỏa đó phải ở trong nhà hết. Sân bay cũng bị những người nhân viên đó, cũng bị sân bay Tân Sơn Nhất mình cũng bị nhiễm COVID dương tính, 5-6 người gì đó. Thì vừa coi buổi trưa xong của đài VTV1 Chào Buổi Sáng gửi trên YouTube thì chúng tôi theo dõi xem xong, thì liền buổi tối có một cái công văn của Chủ tịch tỉnh ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng, có nói về cái việc tại tỉnh Lâm Đồng phải nỗ lực tích cực để phòng chống COVID, bởi vì thành phố Hồ Chí Minh là điểm tụ hội rất nhiều người các tỉnh, họ ở các nơi các tỉnh, họ về làm việc xong sau bắt đầu là gần Tết đó, thì họ sẽ về lại các tỉnh, về lại nhà họ. Hay trong tỉnh Lâm Đồng mình cũng có những con em đi học, rồi có những người đi xuống đó làm việc. Cho nên thành ra họ nói rằng ai ở thành phố Hồ Chí Minh mà về Lâm Đồng là phải khai báo và cách ly. Dịch bệnh đợt trước thì cách ly nước, tức là các nước đi về như nước Mỹ, Úc, Canada về thì cách ly, mà hôm nay trầm trọng hơn là tỉnh cũng cách ly, từ tỉnh này qua tỉnh kia cũng phải cách ly luôn. Nó đang diễn biến rất là phức tạp, kinh khủng lắm. Và hôm qua nghe cô Thương, cô làm việc Cam Băng, cô nói có một người từ Sài Gòn về, rồi công an báo là họ có tiếp xúc với những người bị nhiễm COVID. Tối hôm qua là 11 giờ lại phong tỏa nhà người đó, bắt ông đó đi cách ly, cuối cùng kiểm tra thì âm tính chứ không phải dương tính, tức là chưa bị bệnh, may quá, chứ không thì đức trọng mình bùng phát nữa. Thì trong cái văn bản của ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng đó, ông có nói rất là gắt và xử lý rất là nghiêm những nơi mà tụ tập, hầu như là ngưng hết tất cả các tụ tập ở Sài Gòn, là coi như là những cái điểm mà tụ tập karaoke, hoặc chúng tôi thấy hầu như là những vui chơi rồi tập trung rồi ngừng sinh hoạt tôn giáo.
ngừng sinh hoạt tôn giáo, dừng tổ chức lễ hội, nghi lễ tôn giáo, tiệc tùng. Kinh khủng như vậy. Vì vậy cho nên thành ra hôm nay đó thì sáng nay đó thì Giác Nhàn lên để chia sẻ cho đại chúng. Hiện tại Tết các cụ ở khu chiên tu cũng như trên chùa hay đi về thăm nhà, năm nay không có đi được nữa đâu. Xe cộ cũng hạn chế và máy bay bữa nay coi như là cô Hạnh Biểu ở dưới Sóc Trăng. Mùng 8 Tết là cổ lên để dự mùng 10 cộng tu đầu năm á. Máy bay trả vé lại, không bay nữa. Mùng 10 chắc mình cũng không có tổ chức được. Giờ chưa có cái quyết định là ngừng cách ly cho nên mình không có thể nào mà tổ chức cộng tu được. Tụ tập nhất là tôn giáo, dừng tất cả các nghi lễ, tụ tập lại hết. Sáng hôm nay việc này tương đối khá quan trọng cho nên thành ra Giác Nhàn mới trực tiếp ở đây nói với đại chúng ở trên chùa và ở dưới vị chiên tu, nắm cho rõ, cho kỹ từng lời, từng ý chúng tôi nói để mà mình chấp hành cho tốt. Chứ không mà họ đến mà thấy mình không có chấp hành thì thất bại. Thứ nhất, cái việc trên tỉnh thất là đóng cái cửa lớn, chúng tôi đã nói thầy phiên á, treo cái bảng vì dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp cho nên đi cổng phụ, mà khi bước vào cổng phụ thì phải đeo cái khẩu trang. Thầy Tánh lấy cho Giác Nhàn cái khẩu trang để chỉ mọi người phải đeo. Ở khu chiên tu, ở trong này mình cũng phải đeo bằng cách như thế nào, Giác Nhàn chỉ. Lúc trước không đeo nổi là do đeo lên trên tới trên mũi cao đó, thành ra thì nó ngộp, nhiều người chịu không nổi hoặc vướng họ không chịu. Hầu như trên tỉnh thất cái đợt dịch bệnh lúc trước diễn biến rất kinh khủng, chính quyền xã khi nhận được công văn giống y chang như vậy là họ xuống họ canh không cho người vô, và đại chúng ăn cơm phải lên trên phòng, nhưng mà nói là đeo khẩu trang thì không chấp hành, cho nên họ nói là đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, sát khuẩn, không tập trung đông người. Đó là cái cách mà quy định của nhà nước và những người cách ly dịch bệnh họ có kinh nghiệm, họ nói như vậy mình phải chấp hành theo. Thường thực sự mà đeo cái khẩu trang nó rất là vệ sinh cho mình lúc nấu ăn cũng như lúc sinh hoạt. Thì khi mà tụ tập đông người thì có thể mình đeo xích lên trên. Hôm nay sáng ngày Giác Nhàn mới suy nghĩ ra. Còn khi mà mình sinh hoạt bình thường có thể là mình đeo dưới lỗ mũi để cho thở nó dễ. Cái này chưa ai phát minh phải không? Khi mình tập trung mình thấy 2-3 người đến gặp mình á, thì mình phải đeo trên lỗ mũi. Mà thường thì chúng tôi cảm giác thấy cái miệng mình nói cái hơi á, nó ra, và virus mà khi nhiễm trong cơ thể mình á, thì nó đi bằng đường miệng mạnh hơn đường mũi. Quý vị coi cái mũi nó thở có mạnh bằng cái lời nói không? Không. Cho nên thành ra có thể như vậy được. Để cho nó thở hai cái lỗ này nó dễ chịu một chút hơn. Mà khi mà đông người hoặc mình thấy không ổn thì mình kéo xích lên một tí. Cho nên khi nấu ăn mà mình để như vậy nó vẫn thở, nó thoải mái. Và vệ sinh cái miệng của mình nói, nó không bay cái vi khuẩn, những cái hơi của mình nó vào trong thức ăn, nó làm ô uế đi. Cho nên thành ra nấu ăn hay bất cứ như thế nào mình đeo giày rất là dễ chịu. Khi mình chưa tiếp xúc nhiều người thì đeo như vậy để cái lỗ mũi nó thở, nó dễ chịu một chút. Hôm nay bắt đầu chúng tôi áp dụng là hầu như cái miệng của mình nói thì mình đeo. Chúng tôi thấy Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, một số những người họ hợp mà họ ngồi, họ đeo tuốt lên trên như vậy, họ ngồi cách xa ra. Vì vậy cho nên thành ra bữa nay khu chiên tu phát cho mỗi cụ mỗi cái, các thầy trên đó ai cũng bịch như vậy hết. Dẫu cho mình không có tập trung lại, mình ở trong phòng thì không nói, vừa bước ra là phải đeo, mà đúng ra thực sự là phải đeo hết cái lỗ mũi. Nhưng mà mình ngợp, mình chịu không nổi. Và nhiều người như lúc trước, vừa rồi đây là ở trên tỉnh thất là gần như là đeo hết. Có chú Thanh Sơn một vài người họ ngợp, họ chịu không nổi, họ tháo ra. Ngồi ở trên pháp tòa đâu có kêu dối cho họ đeo vô lại được đâu. Một số người họ không có chấp hành. Vì vậy cho nên toàn bộ bữa nay là hầu như là ngoài đường họ đeo hết. Mà mình ở trong này tập trung đông, mình không đeo. Dẫu cho trong này không có dịch bệnh, nhưng mà mình đó là mình chấp hành cái quy định họ đeo khẩu trang, sát khuẩn, đúng không ạ? Đo thân nhiệt. Đó là cái việc đầu tiên mà chúng tôi khuyến khích đại chúng và anh em với nhau. Thấy các cụ, các thầy mà không có đeo, mà đeo suốt như vậy luôn, che lỗ mũi chịu không nổi, nó ngộp, nó chịu không nổi. Và cái lúc chưa tiếp xúc mình bịt luôn hết cái lỗ mũi gì, cái hơi
nó khó chịu và mình chịu không nổi. Nhưng mà có nhiều người họ phải chấp hành như vậy, không ạ? Cho nên chúng tôi thấy, thí dụ không dịch bệnh mà đeo như vậy cũng rất vệ sinh, vệ sinh lắm. Mình nói cái hơi của mình nó không có, lỡ mà cái hơi miệng của mình nó hôi á, mà nó không bay ra ảnh hưởng người khác. Thì bây giờ ở dưới này là chưa có khẩu trang đủ, là chút nữa thầy Phiên bây giờ đi lên trên cái phòng của Giác Nhàn á, là lấy hết toàn bộ khẩu trang cho nó còn nhiều lắm, chuẩn bị đó phát cái quà lì xì đầu năm cho mùng 1, mùng 2, mùng 3, không có tụ tập Giác Nhàn, không có lên tập trung đông để mà phát được. Thì chút xíu nữa là thầy Nhuận Phiên sẽ phát sẵn, bây giờ chút xíu nữa là cho họ đeo luôn cái khẩu trang vô trong đó. Và hôm nay cái buổi cuối năm Giác Nhàn nói chuyện về cái việc phòng chống dịch và cái việc mà mình phòng ngừa bằng cách là mình phải tạo làm sao trong con người mình nó có một cái đề kháng miễn nhiễm mạnh. Cái này quan trọng. Còn cái việc đeo khẩu trang là cái người đã nhiễm rồi đó, thì nhiều lúc nó nhiễm qua không khí mà họ thở và cơ thể mình đề kháng yếu á, nhiều lúc họ bịt khẩu trang nó cũng qua, cũng có, chứ không phải đơn giản đó. Chỉ có một cái là trong cơ thể mình nó có cái chất đề kháng miễn nhiễm mạnh á, thì cái này an toàn nhất. Cái chỗ này quan trọng nè. Thì vậy cho nên thành ra hôm nay đó thì trước khi nói đến cái việc phải cách ly trên chùa như thế nào, hoặc giả đại chúng sinh hoạt ra sao và lễ lược vân vân như thế nào, chúng tôi để lùi ra phía sau. Bây giờ để chúng tôi nói trước về cái việc mình phải làm sao trong cơ thể mình có một cái đề kháng miễn nhiễm tốt. Cái việc mà hôm nay đại chúng mình rất an tâm đó là hầu như ở khu viện chân tu và trên chùa là ăn chay trường. Một số những người là đã ăn chay trường thì đây là một cái việc may mắn rất là lớn. Vì Tổ sư Ấn Quang Ngài có khai thị, mà chút xíu nữa thầy Nhân Minh sẽ đọc hai trang này đủ. Nhưng mà cái đoạn ngắn này Ngài nói cái chỗ này: phải biết đao binh đại kiếp đều do sát nghiệp đời trước cảm thành, nếu không có sát nghiệp, dẫu thân gặp phải giặc cướp, chúng cũng sẽ khởi lòng lành, chẳng giết hại mình, huống chi những tai nạn bất ngờ như ôn dịch, nước, lửa, thì người kiên giết phóng sanh rất ít gặp phải. Cái sát nghiệp nếu mà mình tránh được là không giết, không ăn, gọi là kiên giết ăn chay, thì dẫu cho ôn dịch như là virus corona này nè, khi mà nó đến với mình á, thì nó cũng gì? Nặng thành nhẹ, nhẹ biến mất. Và ít khi gặp phải, nó khiến cho mình phải di dời đi một cái nơi khác. Cái lúc mà chúng tôi ở bên Mỹ thì chưa có biểu hiện gì dịch bệnh, mà trong lòng sao là một hai là phải đi về. Khi đọc văn sao thì thứ nhất là mình thấy mình thiếu bổn phận đối với cái viện chân tu và chân chùa với đại chúng. Vấn đề thứ hai đó là không phải mình chê nước Mỹ hoặc là mình thấy cái gì, nhưng mà tự nhiên trong lòng nó thúc giục. Cho nên thành ra cái người mà khi mà họ không có sát nghiệp thì khiến họ phải tránh cái sát kiếp ở nơi đó. Tự nhiên cái phước đức và cái công đức ăn chay phóng sanh kiên giết nó bảo bọc và nó vận hành với mình, như cuộc sống mình như vậy. Mà khi bây giờ nói bên Mỹ thì kinh khủng, có một tiểu bang đó mà hai cái lò thiêu thiêu ngày đêm không kịp con người, quá cỡ rồi. Nói như vậy không phải là chúng tôi chê nước Mỹ hoặc chúng tôi nói xấu nước Mỹ, mà chúng tôi đi về mà chúng tôi thấy cái việc mà sát nghiệp ở bên đó gần như là rau là phụ mà thịt là chính. Chúng tôi vào trong mấy cái bên này gọi là siêu thị, bên đó một số những cái chỗ mà người ta bán lớn á, Costco đồ, thôi cái hàng thịt kinh khủng, mà không biết họ làm sao mà họ giết xong mà họ đông lạnh, họ lấy cái bọc họ bọc lại còn máu tươi đỏ rối như vậy. Cá thịt kinh khủng luôn, và cái món ăn của họ thích đó là vẫn là thịt cá. Nơi nào tạo sát nghiệp nhiều, nước nào tạo sát nghiệp nhiều, nhà nào tạo sát nghiệp nhiều, nhà nào không chịu kiên giết, người nào tạo sát nghiệp không chịu kiên giết và không ăn chay, thì chỗ đó khi gặp ôn dịch nhẹ thành nặng, bùng phát mạnh lên nữa.
Đây rõ ràng trong văn sao Ấn Độ nói. Như vậy hôm nay mình ăn chay rồi, mình phải làm sao cho con người mình nó có cái đề kháng miễn nhiễm mạnh nữa. Thì thường mình phải học theo những người xưa. Lắng nghe chỗ này. Cái người xưa mà ở bên cạnh Giác Nhàn, và Giác Nhàn ở bên cạnh chăm sóc là thân phụ của Giác Nhàn. Giác Nhàn nói cái câu chuyện của ông cụ, cuộc đời của ông cụ cho quý vị nghe. Thì khi mà ông cụ ở bên Ban Mê Thuộc đó thì ông gặp cái chứng bệnh suy tỷ hay còn gọi là ung thư máu. Cái lúc bà cụ đi tu thì ông không có ai nấu cho ông ăn, ông ra bên ngoài ông ăn. Và bên ngoài thì hầu như quán chay không có, là ông ăn mặn. Ở bên cạnh đó đó thì khi Giác Nhàn đi tu, thầy Trí Thạnh cũng đi tu rồi, anh Trực thì có vợ rồi lo cho con cho vợ, chị Cúc thì có chồng lo cho chồng con, còn ông cụ ở một mình căn nhà, ông rất là buồn. Nhiều lúc chúng tôi về, ông tâm sự, ông kêu ông muốn ăn uống nhậu nhẹt cho nó chết đi cho rồi, chứ khổ quá rồi. Con cái cũng đi, vợ cũng bỏ đi tu rồi, chán quá rồi. Bởi vì lúc đó ông cũng chưa biết tu. Sau đó rồi cuối cùng ông ăn uống rồi nhậu nhẹt theo bạn bè, đủ kiểu đủ trò bên đó, rồi bắt đầu cái bệnh nó phát nặng là ung thư máu. Chúng tôi về nhớ cái cảnh mà bây giờ nó in trong đầu, là ông ngồi trước cái nhà đó mà nhìn ông giống như người trong tù mới ra. Nó xanh không thể tưởng tượng được. Khi mà suy tỷ máu nó không có đủ á, là con người nó xanh như tàu lá, mà nhìn ông thê thảm quá. Chúng tôi quyết định đưa lên xe và đem ông cụ qua đây. Thì khi cuộc sống của ông bên đó thì ông ăn mặn, buồn phiền. Mà khi ăn mặn thì cái độc tố của thịt, của cá đó nó đi vào trong cơ thể, nó làm cho cái chất miễn nhiễm đề kháng bắt đầu yếu dần. Và độc tố trong con người mạnh lên, rồi buồn phiền, giận hờn trong tư tưởng nó tiết ra độc tố nữa. Hai cái, nó dập hai cái, một mặt là thân thể ăn loài động vật để nó tiếp nhận độc tố. Hai là tinh thần buồn phiền, chán chường, giận dỗi, bực tức, khó chịu, chuyện nhỏ xé cho to ra. Thì đây là độc tố từ tư tưởng và từ cơ thể, hai cái nó dập. Khi đưa ông qua đây thì chúng tôi nhớ là 3 tháng gần như là truyền máu cũng khoảng 10 lần. Thì đến tháng thứ 3 khi đem lên bệnh viện thử thôi, cho thấy lúc đó biểu hiện khoảng 1 tuần hoặc 2 tuần sau là bắt đầu mặt ông xanh lè và cơ thể xanh lè, không đủ máu là ông lạnh trong người là phải mang đi. Mà truyền vô cái máu vô trong người cái là môi hồng, người hồng hào khỏe trở lại. Sống vì máu người ta, máu nó bị hư mất rồi. Do ăn những con thú và nó độc tố nó ở trong người, và tinh thần ông buồn bã cho nên là ung thư máu luôn. Và 3 tháng đó thì chúng tôi gần như là đưa ông cụ đi lên bệnh viện đa khoa trên Lâm Đồng là truyền máu liên tục. Có 1 tuần, 2 tuần chưa... chưa tới 2 tuần, khoảng 10 ngày đến 1 tuần là gọi là hết máu trong người rồi. Mà khi ông qua là chúng ta phải ẵm ông đi lên dốc chứ đi không nổi. Mà khi truyền máu về là ông đi ầm ầm đi bình thường lại, khỏe trong người ấm liền. Và đến 3 tháng sau thì ông hết. Thì trong cái quá trình ông hết đó thì chúng tôi rút ra một cái kinh nghiệm như vậy. Và bên cạnh sống với ông, thứ nhất là qua đây là ăn chay với Giác Nhàn rồi đó. Vấn đề thứ hai đó là ông được Phật tử thỉnh thoảng đến cho tiền để ông xuống chợ Phi Nơm mua cá phóng sanh. Vấn đề thứ ba đó là ông chịu niệm Phật. Những cái chỗ này quan trọng nè, ông chịu niệm Phật. Tinh thần ông bắt đầu thay đổi. Và thêm thế nữa đó là ông thích đi bộ. Mà đi bộ của ông hay lắm. Cái dốc quý vị biết từ trên chùa mình đi xuống dưới Xí Nghiệp Xứ, một ngày ông lội cả chục vòng. Mà ông đi hay lắm. Không phải là từ dưới dốc ông đi vội vã đi cho nhanh lên tới trên chùa đâu. Ông đi một đoạn, ông thấy mấy người làm rau, ông đứng ông chơi, ông hít thở, rồi bắt đầu ông đi đoạn lên nữa, ông thấy dọc bên đó mấy người làm rau á. Thì ông cứ đi vòng vòng, đi lên, đi xuống, đi tới, đi lui. Và gần như là cái dốc đó là hàng ngày ông phải đi. Mà không ngờ chính đi bộ như vậy, nó vận động cái cơ thể. Không ngờ chính ăn chay như vậy, nhưng mà hết bệnh ung thư máu. Không ngờ ông niệm Phật vậy mà nó tiêu nghiệp. Nhưng mà cái đặc biệt là ông ngủ sớm. Bà cụ cũng vậy. Cho nên bà cụ đến sống đến 83 tuổi. Lúc bà cụ ở chung thất với Giang vậy đó là khoảng 7 giờ là cụ lên ngủ. Hồi xưa làm bánh hỏi ở nhà bà cụ cũng vậy, ông cụ cũng vậy. 7-8 giờ là lên ngủ rồi. Mà ông cụ ở bên này cũng 8, không tới 8 giờ. Hầu như chúng tôi công phu xong là 7 giờ, 7 rưỡi là ông lên ông ngủ một giấc. Ông dậy rất sớm.
Cho cái tuổi người già người ta kinh nghiệm, sở dĩ người ta thọ đó là người ta ngủ sớm. Còn mình 9, 10 giờ, 11, 12 giờ, rồi sáng 6, 7 giờ thì người này phải chết yểu. Bữa chúng tôi coi trên mạng đó. Người sống thọ là người ngủ sớm, dậy sớm. Đây là những cái bài học sống của những người từ cái căn bệnh ung thư máu suy tỷ trở lại một con người bình thường từ 73 tuổi đến 82 tuổi. Ông cụ là sống đến 82 tuổi. Bệnh mà tưởng như là chết rồi, ung thư máu làm sao mà ông bác sĩ Quốc trên Đà Lạt cũng nói chỉ có đi ghép tủy thôi. Mà già rồi, lúc đó 70 mấy tuổi sao ghép tủy được. Ông chỉ chờ chết thôi về. Đến nỗi chúng tôi qua bên kia, cái đồi bên kia đó là cái nghĩa trang ở Trung Hiệp. Chúng tôi mua miếng đất sẵn rồi, trả tiền rồi, rồi lấy cuốc mình dung lên cho thành cái mộ để người ta tưởng có người chôn rồi đó, là để sẵn cho ông cụ như vậy rồi, gắm cái bảng lên để cho người ta biết tưởng có người, mà cuối cùng người ta biết cái mộ giả, người ta cũng moi ra rồi người ta chôn người khác xuống đó rồi. Những nhà qua thăm coi thử coi, lúc đó chưa có nghĩ đến thiêu, một lò thiêu trên này cũng chưa có. Chúng tôi, ồ chắc người ta thế ông cụ rồi đó, mà đúng thiệt, thế ông cụ, cuối cùng thiêu trong cái chôn bên đó. Thì bệnh viện nghĩ một con người suy tỷ, một con người ung thư máu, mà nhìn cái cuộc sống lúc đó của ông á, là ông kêu tôi khoái nhất là ăn gà quay. Gà mà quay lên thì nó độc tố kinh khủng luôn. Heo quay lên, con gì mà quay nó chín lên rồi nó độc kinh khủng, mà ông lại thích uống rượu nữa. Cho nên nhiều cái việc làm cho ông bị bệnh suy tỷ. Thế mà khi qua bên này, cuộc sống của ông, chúng tôi ở chung với cụ và thấy thứ nhất là, chúng tôi nhắc lại là ông ngủ sớm. Nó hồi phục lại cái bộ não, với lại hồi phục lại cái cơ thể của mình rất hay. Hôm nay chúng tôi cũng bắt chước ông cụ là 8 giờ. 8 rưỡi là trễ nhất của chúng tôi. Trễ nhất của chúng tôi là giờ bình minh 2 giờ sáng. Không thì hầu như là 1 giờ rưỡi. Bữa nào làm việc mệt lắm á, thì nó lại gì? Nó dây dưa chút xíu nên 2 giờ. Mà con người mà thức dậy sớm, cái đầu người ta tỉnh và trí tuệ người ta sáng, trí nhớ người ta rất tốt. Còn cả một ngày làm việc quá mệt mỏi rồi mà tối bắt nó làm việc nữa. Có nhiều người thành thói quen nằm xuống ngủ không được, bấm điện thoại, ngồi coi phim chơi, rồi cuối cùng qua mất cái giấc ngủ. Cái giờ mà bắt đầu từ 8 giờ đến 9 giờ, 10 giờ là cái neuron thần kinh trong não mình nó sanh ra. Mà lúc đó mình diệt nó đi bằng cách mình phải bắt nó làm việc, thì con người này mau lão hóa cái não, trí nhớ sẽ bị lụng bại, trí nhớ sẽ dễ quên, mất trí nhớ. Đó là cái việc mà riêng thân phụ của chúng tôi là người mà từ cái lúc mang cái bệnh gọi là bệnh án tử hình, ung thư máu. Thế mà ông qua bên tỉnh thất, mà đặc biệt khí hậu, ông qua ông nói khí hậu ở bên Ban Mê Thuộc không bằng bên này. Cây thông, ông đi ông ngồi dưới gốc thông, nhất là cây thông nó thả oxy ra, và ông thấy mát mẻ, ông dễ chịu. Và những cái điều mà làm cho ông khỏe lại là niệm Phật nè, ăn chay nè, đi bộ nè, ngủ sớm nè, và gần như là không uống những cái nước có ga, bia rượu. Lúc đó là dứt hẳn, ở chúng tôi là không bao giờ có bia rượu nữa rồi. Thì ông là trong 3 tháng không uống một loại thuốc gì cả. Bệnh suy tỷ nhớ là không uống thuốc, chỉ bơm máu vô là nó khỏe à. Thế mà 3 tháng ông hồi phục lại được cái tủy và ung thư máu hết. Tin không? Có ai tin nổi không? Chúng tôi tin. Đây là sự thực 100%, không có sai chút nào. Như vậy người ăn chay, người đi bộ, người ngủ sớm, người niệm Phật, người để tinh thần sảng khái, an vui. Ông qua tới bên này là ông yên tâm, có chúng tôi lo cứu đời rồi, không có buồn phiền nữa. Thì con người này giàu cho bệnh nan y, bản án tử hình treo là ung thư máu, thì người này vẫn hồi phục được. Cơ thể mình nó có một cái năng lượng gọi rằng là hồi phục, cơ chế tự tồn, miễn nhiễm rất mạnh. Nếu mình biết bồi phục, mình biết bồi dưỡng cho nó hồi phục lại rất nhanh. Chắc chắn là như vậy. Vừa rồi đây cô Hạnh Biểu ở dưới Sóc Trăng, cô lên dự lễ tất niên. Đáng lẽ cô kể cái chuyện này trước khi lễ tất niên chúng tôi kể cho đại chúng. Hôm nay cô kể sau tất niên, mới tất niên xong cô mới kể đứa con gái của cô. Bé này cũng mười mấy, hai mấy tuổi rồi. Và kêu đang đứng nấu ăn, biết sao tự nhiên té bật ngửa ra. Có khi dập đầu xuống đất, không tự chủ được nữa.
đi khám biết bao nhiêu bác sĩ, chữa biết bao nhiêu thầy thuốc bác sĩ không hết. Vậy mà cho nó ăn chay trường hết. Ăn chay bữa nay 4 năm à. Vì cơ thể của nó nhiễm những chất độc tố. Bác sĩ tìm không ra được cái bệnh này, bởi vì đây là nghiệp, bệnh của túc nghiệp rồi. Cho nên thành ra bác sĩ tìm không ra, mà dẫu cho có thuốc bác sĩ nào giỏi tìm ra cũng không chữa được. Đây là bệnh túc nghiệp do sát nghiệp mà. Thế mà ăn chay tự nhiên hết. Để hôm nay con bé này nó ăn chay 4 năm rồi, mà cô này có dạy con khéo. Đứa con bé này hai mấy tuổi mà không biết xài tiền, không biết đâu qua đêm, không biết đi chơi đêm, rất là ngoan. Kêu nó có chồng, nó kêu không, con không muốn có chồng. Đặc biệt, người này biết dạy con. Biết dạy con. Mà biết dạy đó chỉ là căn bản để làm người. Để mà nếu mà dạy để làm thánh hiền thì phải có sách của thánh hiền kìa. Phải có lời văn sao Ấn Tổ kìa. Thì có thể dạy nó trở thành hiền mẫu được. À. Vì vậy cho nên thành ra nhiều người nói rằng là con cái mình ăn chay, thiếu dinh dưỡng, nó sanh ra bệnh tật. Bác sĩ nói như vậy, mà hầu như những người nào ăn chay đi vô bệnh viện là bác sĩ kêu rằng là thiếu dinh dưỡng về ninh xương, hầm xương, ăn trứng để cho nó có chất dinh dưỡng. Nhưng mà riêng con bé này, con của cô Hạnh Biểu, nó lại gì? Ăn mặn, bác sĩ chữa bệnh không có hết cái bệnh mà tự nhiên bật ngửa ra té xây sẩm mặt mày. Ngộ. Cho nên thành ra 95% nghiệp, túc nghiệp chi phối con người này cực kỳ. Còn chỉ có 5% là ngoại cảm và nội cảm. Hầu như là túc nghiệp chi phối hết. Tất cả bệnh hoạn của quý vị, dầu là bây giờ đang ăn chay trường, dầu là quý vị hiện tại đang ăn chay trường, nhưng mà lúc trước quý vị đã tạo sát nghiệp, đó là ăn thịt chúng sanh, cái độc tố nó còn ở trong đó, nó chưa được đào thải. Bên cạnh đó là cái túc nghiệp nó còn dự trữ ở trong cái tàng thức của mình, bây giờ mình phải trả đó. Chứ không phải là kêu ăn chay là hết bệnh hẳn đâu. Đúng, ăn chay là tại bây giờ, là đến về sau là không gây sát nghiệp nữa để tương lai. Nhưng mà cái quá khứ của mình đã tạo sát nghiệp, bây giờ mình vẫn còn phải bị bệnh, gặp nhiều chướng ngại đó, chứ không phải không có đâu. Đó. Thì như vậy hôm nay chúng tôi muốn nói đến cái việc đó là nếu tất cả chúng sanh không còn nghiệp sát. Cái câu này của các vị tổ ngài nói rất là chính xác. Nhất thiết chúng sanh vô nghiệp sát. Tất cả chúng sanh không còn nghiệp giết, ăn. Ăn cũng là gián tiếp, nó cũng thành nghiệp sát đó. Mười phương nào có nỗi đau binh, mười phương nào có bị dịch bệnh. Gia gia hộ hộ, nhà nhà người người. Gia gia là nhà nhà, hộ hộ là người người. Cùng tu thiện. Ngưng sát nghiệp là tu thiện. Thế giới nào chẳng được thái bình. Thế giới hà sầu bất thái bình, thế giới nào chẳng được thái bình. Thế giới ngày hôm nay không được thái bình là do gì? Do sát nghiệp. Sát nghiệp cho nên nó chiêu cảm nhiều sát nghiệp trở thành sát kiếp. Sát kiếp là đau binh, là dịch bệnh, là hạn hán, là lục lội. Trời ơi, miền Trung kinh khủng. Vừa đầu năm này bị một cái cơn dịch bệnh khủng khiếp rồi, tiếp tục lục lội nó đến, làm cho bao nhiêu con người nhà tan cửa nát. Cũng vì cái miệng của con người mà không biết ngưng được cái việc mà kiên giết ăn nuốt, mà nó xảy ra cái tình trạng như vậy. Kinh khủng chưa? Nhưng mà thường chúng sanh á thì sợ quả mà không thấy cái nhân. Mà người ta nói cho cái nhân sát nghiệp để tạo thành sát kiếp cũng không tin. Không tin nổi. Bây giờ chúng sanh là do vô minh che đậy mất đi cái chân tánh rồi. Cái thể tánh thường trụ của chân tâm, để nó tin được cái nhân ác, để tránh cái quả ác, nó bị che lấp rồi, cho nên nói ra cũng khó. Như vậy hôm nay mình ăn chay trường rồi, bây giờ mình phải tạo cái đề kháng miễn nhiễm cho cơ thể con người mình như thế nào nữa? Con người này phải chịu khó. Thứ nhất là lễ Phật. Người thường lễ Phật thay đi bộ. Chúng tôi thì bữa nay không có thể đi bộ như ông cụ, lên dốc xuống dốc đó được, không đi ra ngoài được. Có cái máy chạy tập thể bộ. Cái máy này công nhận cũng hay. Hôm bữa đường không biết sao tự nhiên ăn bánh tét, ăn đồ ngon quá tự nhiên nó lên quá cao. Mà chạy nó trong 45 phút mà từ 250 nó còn có 108.
tiêu 500 calorie. Calorie nó tiêu ở trong đó, mỡ, men, đường nó tiêu. Còn người không có máy để chạy thì người này một ngày ít nhất là phải một tiếng. Đừng bỏ lễ Phật. Lễ Phật là một cái cách để vận động cơ thể. Sáng chúng tôi bấm coi đường bữa nay mà người bị tiểu đường mà nó trở về lại 130 là coi như là quân bình, 7.7.2 là ổn. Bác sĩ Hoàng ở trên Bệnh viện Hồng Mỹ, ông nói bữa nay thầy 7.7.2 là người tiểu đường mà trở về đây là gần như là quân bình, giống như người bình thường là ổn. Nhưng mà khi 130-129 chúng tôi lễ Phật xong từ 2 giờ đến 6 giờ thì ra nó còn lại có 100, là vừa đẹp luôn, vừa xinh luôn. Ăn uống vô cái nó lên lại, rồi mình tập thể dục. Gần như là cái sự vận hành của mình đều đặn, có thể dục, có lễ Phật, có ăn chay, có hít cái không khí trong lành này, thì con người này sống 80 tuổi là chuyện thường, 100 tuổi là chuyện đối với họ là không thành vấn đề. Còn bữa nay, hôm nay có những người mới có 20-30, đủ thứ bệnh hết trơn. Hôm nay nói thầy hậu đừng có buồn, hay nhắc thầy lên khám, trời ơi, men gan người ta 50, ổng 150. Mà cái gan là nó quan trọng cực kỳ luôn. Nó không thải độc tố được. Mà uống thuốc tây vô thì trong người nó nóng, nó khó chịu, nó lên mụn. Trong người khó chịu, nó không có quen. Mà không uống thì men nó cứ lên, nó làm lừ đừ, khó chịu. Thì bây giờ mình phải biết cách để mà mình tiêu cái bệnh này bằng cách là thể dục, lễ Phật, vận động. Thì khi mà con người thể dục vận động, giống như ông cụ ba có gián nhàn, bố gián nhàn đó, là khi mà ông đi bộ như vậy là con người mình nó tạo ra một cái đề kháng miễn nhiễm cực mạnh. Mồ hôi chất độc trong người mình nó thải ra. Và con người mình khi vận động như vậy là tim mạch tất tần tật mọi thứ nó được vận động hết. Như chiếc xe chúng tôi chạy đó, đứng một chỗ thôi mà đi trong vòng một tiếng là 4,5 cây số, mà đi tốc độ nhanh á, đi nhanh á. Cho nên lúc trước chúng tôi xuống Vĩnh Nghiêm, thầy Thanh Phong nói, Thượng tọa Thanh Phong nói, tôi mà không có xe chạy đi bộ này là tiểu đường đã hành tôi chết rồi. Mà lúc đó chúng tôi nghe thôi, nhưng mà chúng tôi vẫn chưa có thấy cái giá trị của nó. Mà hôm trước thấy tự nhiên đường ăn nhiều quá nó lên, mà chúng tôi đi trong vòng 45 phút mà nó xuống từ 207-208 mà chỉ còn 108. Thì không có cái thuốc nào có thể nào mà xuống nhanh được. Mà khi uống thuốc nó xuống thì nó xuống luôn. Mà nó xuống luôn thì thôi, say sẩm mặt mày, mồ hôi tốt ra, coi như là nguy hiểm vô cùng. Mà còn vận động thì nó xuống trong người rất sảng khoái. Bữa nay mỗi ngày không có chạy một tiếng chịu không nói. Cho nên mấy anh em mỗi người phải tìm cho mình một cái phương pháp thể dục. Mà khi mình có cái phương pháp thể dục rồi, nhất là lễ Phật đó, thì cái cơ thể mình nó có một cái đề kháng miễn nhiễm cực mạnh trong cơ thể của mình, chống lại cái giải đãi lười nhác nằm ì một đống để mà lễ Phật. Thì con người này phải có nghị lực. Mà chính cái nghị lực mà lễ Phật này nó tạo thành một cái đề kháng miễn nhiễm rất mạnh. Đó là cái việc thể dục. Mỗi người phải tạo cho mình một cái thời gian để thể dục. Bữa nay ở đây mà nói về cái đề kháng miễn nhiễm, nhìn cái sắc diện mà mọi người thì chỉ có thấy thầy bảo là mạnh. Cái sảng khoái trong tư tưởng của thầy thích ra làm vườn, cho nên mới thấy Ngài Hải Hiền sống 112 tuổi là họ có vận động trong cơ thể. Ngài có làm vườn, làm rẫy, ra hít không khí trời, chịu tay lắm chân bùn, thế mà lại sống thọ. Đó là kinh nghiệm người già mà bản thân chúng tôi thấy từ nơi thân phụ của Giác Nhàn, là bệnh ung thư máu mà ông đi bộ. Mà ông đi bộ đến nỗi ông giác một cái giường lên cho sư cô thành tuốt ở trên núi nữa luôn. Kinh khủng như vậy, hết bệnh suy tỷ sống như vậy là 9 năm, 73 tuổi đến 82 tuổi. Cho nên các cụ ở đây mà cứ lừ đừ ngồi một đống là chết. Chúng tôi bị bệnh tiểu đường là do qua bên Mỹ. Hầu như đến pháp hội mới là đi, chứ ít có khi nào nó lạnh quá, có coro, cúng rúm, rồi ít có vận động nữa. Rồi hầu như là lên là bước lên xe, không có đi bộ. Cho nên thành ra cái bệnh tiểu đường chúng tôi là từ bên Mỹ mang về đây. Rồi đường nó lên là men nó lên, mỡ nó lên, đủ thứ bệnh nó lên luôn. Cho nên hầu như đi bác sĩ là bác sĩ nói uống thuốc phải vận động. Mà cái vận động của mình lễ Phật là tuyệt nhất, hay nhất. Không à? Và đi làm công quả vận động trong cơ thể của mình. Đó là cái việc đầu tiên chúng tôi muốn nói đại chúng, làm sao phải có thể dục. Mà Ấn Tổ nói người lắm bệnh là do không nhấc tay động chân, ăn nhiều món huyết nhục. Đó là ông cụ ba chúng tôi ở nhà cứ đi không phải là đi bộ nữa, mà đi ra ngồi một đống cho bàn bi da, rồi cá độ bi da mấy ông già, rồi bắt đầu là đi ra ngoài quán ăn ngồi một đống đó, không toàn là ngồi một chỗ không,
Cuối cùng sao? Bệnh si tỷ. Đủ thứ bệnh hết trơn từ cái không vận động. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, khi uống nước phải có một chai nước muối ở trong nhà vệ sinh, trong nhà tắm, trong nhà vệ sinh, vừa súc miệng xong là phải ngậm nó vô, hoặc súc bằng nước muối luôn, ngậm vô bắt đầu khò nó cho nó vào trong cổ. Để nó làm gì á? Nó kháng những cái vi khuẩn bị viêm cổ. Mà khi mà đã viêm cổ rồi, nói không được, rồi bị răng mà không có nước muối ngậm, nó mau rụng, răng ăn không được mà nói không được, nó coi như xong. Nước muối cực kỳ hay. Có một vị hòa thượng 95 tuổi mà răng không rụng vì mấy chục năm ngậm nước muối. Hơi mặn chút chứ đừng có lạc. Nước muối mua bên ngoài nó lạc lắm. Mua nó ngậm nước nó hơi, nếu mà muối hột mà nấu ra mà ngậm vô thì tuyệt. Hầu như bữa nay là một ngày chúng tôi 4 lần ngậm, vừa sáng thức dậy chưa ăn gì là súc giày rửa miệng, rồi súc miệng rửa mặt là ngậm một hầm nước muối, bắt đầu giật đạt ba, giật chân kinh cho nó sảng khoái trong người, rồi mới vận động, rồi bắt đầu mới ra công phu. Vì ra công phu khi trì đại bi hoặc giả mình ngồi mình tụng kinh nó dễ ngủ gục, dễ hôn trầm thì phải vận động cho nó trước. Rồi sáng ăn xong như vừa giờ nè, xuống súc miệng ngậm thêm một lần nước muối nữa. Cái này là kháng khuẩn ở trong cái cổ họng của mình. Bởi vì khi mà cái con virus corona và bất cứ con vi khuẩn gì, vi khuẩn cảm cúm cũng vậy, là một loại vi khuẩn. Quý vị nhớ, người ta bị cảm cúm, mình ngồi bên cạnh họ, nhất là ở trong xe mà đóng cửa lại, mình ở trong họ mà đề kháng mình yếu là về là dính cảm cúm liền. Cảm cúm là một loại vi khuẩn. Mà khi nó thâm nhập bằng lỗ mũi vào trong miệng của mình, nó ở trong đó, bắt đầu nó làm cho cơ thể mình bắt đầu là đề kháng nó xuống, và cơ thể mình từ từ đề kháng nó xuống, nó đột nhập vô trong cơ thể. Tất cả các vi khuẩn là từ lỗ mũi và cái miệng mà xuống cái cổ họng của mình, bắt đầu nó ho, nó làm cho mình mất hết đề kháng, trong người mệt mỏi đi. Thì cần phải có nước muối để ngậm liên tục một ngày 4-5 lần. 3-4 lần phải ngậm nước muối để cho cái đề kháng của cái cổ họng nó tốt lên. Mà khi cái đề kháng cổ họng nó tốt lên thì cái giọng của mình nó cũng tốt lên luôn. Răng của mình nó cũng tốt luôn. Trời ơi, răng mà nó đau, nó nhức, nó rụng thì thôi rồi, chịu không nổi nó. Đó là những cái đơn giản vậy không? Vậy mà nó lại có hiệu quả trong cuộc sống của mình. Thêm đó nữa là cái đề kháng về cái việc ăn uống là không nên ăn quá no, và chiều là phải giảm, gần như là không ăn. Tính là cái lượng ăn của chúng tôi sáng như hồi nãy dặn, dọn một bàn thấy là nhiều nhưng mà ăn không bao nhiêu. Chưa hết chén cơm, ăn rất ít. Trưa cũng như vậy, chiều không ăn. Nhưng mà phải có cái dinh dưỡng khác là bột. Mà bột mà thêm những cái sinh tố, giống như tôi tôi hay giới thiệu quý vị là bột em quay New Jelly đó ha, protein đó, bỏ thêm sinh tố vô, bỏ thêm như là trái xoài, hoặc là nước bưởi, hoặc là nước cam vân vân, hoặc là mình làm thêm sinh tố vô trong đó để cho mình có cái dinh dưỡng trong cơ thể, là phải biết bồi dưỡng trong cơ thể của mình cho nó có cái dinh dưỡng ở trong cơ thể mình. Bên cạnh đó cần phải có cái pháp tu nữa. Chỗ này quan trọng. Cần phải có pháp tu. Đề kháng của cơ thể là ăn chay, là thể dục, là uống nước trong lành, là cần không khí, có cây cối. Và ngủ, phải là ngủ sớm. Mình làm sao đó cho cơ thể của mình nó là hấp thu những cái thực vật, không cho nó hấp thu cái động vật, là cơ thể của mình sẽ có cái đề kháng miễn nhiễm, chống viêm nhiễm. Bên cạnh đó, tâm linh của mình không cho nó manh động buồn phiền, giận hờn tức tối. Phải luôn luôn có tâm từ bi hỷ xả, vui vẻ mọi người, và lấy cái pháp đó là niệm Quan Âm, niệm Phật, trì thần chú đại bi. Trong cái lúc dịch bệnh này, chúng tôi khuyên đại chúng trên đó, có một số mấy anh em vẫn xem thường, vẫn không có thấy thần chú đại bi linh nghiệm, cho nên có nhiều người không trì biến nào trong một ngày, cơ chừng thất bại. Niệm Phật được tương ưng chưa? Niệm Phật được thành phiến chưa? Niệm Phật được nhất tâm chưa? Niệm Phật được có tương thông với Phật chưa? Nếu chưa thì cần phải có trợ hạnh đó. Chưa thì phải cần có đại bi để mà làm cái nền tảng giữ cái số lượng biến đó đều. Lạ lắm nha. Nếu mà mình giữ 45 biến
54 biến mà như vậy mình giữ đều đó, cái lực tinh tấn của mình nó vào khoảng 50% hoặc 60-70%. Nếu mà 108 biến thì tự nhiên mình thấy cái lực tinh tấn nó khác. Cho nên thành ra Ấn Tổ là đều đặn. Hằng như ngày nói 25 chứ hầu như là 50 hoặc 75. Khi mà trì vào trong cho, trong gạo, trong nước là 75. Ngài không bỏ. Mà có nhiều người, một số những người người ta nói là niệm Phật là phải chuyên nhất một câu Phật hiệu. Chứ còn nếu mà thêm chú Đại Bi vô nữa là sen tạp. Có nhiều người hỏi Ngài, nếu mà thêm chú nữa, thêm niệm Quan Âm, thêm tụng kinh, thêm những cái khác, như vậy không chuyên nhất phải không? Ngài không phải. Cái tâm nó đã chuyên nhất rồi, trì chú nó cũng chuyên nhất, tụng kinh nó cũng chuyên nhất, niệm Phật cũng chuyên nhất, niệm Quan Âm cũng chuyên nhất. Mà cái tâm chuyên nhất đó nó có kết quả từ nơi chỗ chuyên nhất. Mà cái chuyên nhất một phần thôi, còn có quan trọng cái phần nữa là phần cung kính. Hết lòng dạ cung kính, cái công đức nó từ cái tâm cung kính nữa. Chứ không phải là chỉ một câu Phật hiệu đó là chuyên nhất được vãng sanh, còn thêm cái khác sen tạp. Thì lúc trước chúng tôi có quan niệm như vậy. Nhưng mà Hòa Thượng Tịnh Không phổ biến cái này không sai. Đối với bậc căn cơ sâu dày thì họ có thể đi vào cái cảnh giới bằng một câu A Di Đà Phật như Ngài Hải Hiền không sai. Nhưng mà bọn phàm phu chúng ta mà không có kiêm thêm các trợ hạnh thì rớt, chịu không nổi. Chịu không nổi. Bây giờ con người mình dễ sanh ra chán, thối chuyển là chúng sanh trong cõi ta bà. Nếu không có những cái pháp trợ hạnh thì mình thối chuyển là mất luôn, chịu không nổi. Đó. Thì như vậy hôm nay cái việc dịch bệnh này thì đại chúng phải làm cái gì? Riêng trên tỉnh thất hôm nay chút nữa đại chúng 10 giờ phải có mặt trên đó. Bởi vì bữa nay sáng nay chúng tôi nói chuyện thì có thời gian. Chúng tôi nghỉ ngơi một chút xíu rồi lên trên đó sẽ họp trên đó. Hôm trước họp một lần rồi, cách đây nửa tháng quy định đại chúng phải lên công phu 2 buổi. Nhưng vừa rồi nấu bánh rồi tết nhất đồ bắt đầu nó xáo trộn công phu mất. Làm sao hoàn cảnh đừng cho nó xáo trộn công phu. Như thầy phiên đồ, thầy làm cái nhà lá, nhà tranh đồ, một số mấy anh em trên đó bị xáo trộn mất công phu. Vì cái chuyện Tết rồi cuối cùng mình lại bỏ công phu. Mãi đến hôm nay chúng ta nói với quý vị, dầu bận rộn như thế nào chúng ta không bỏ công phu chiều, không công phu sáng. Hai thời này phải giữ. Đừng nên bỏ, đừng có để công việc gì nó xáo trộn công phu. Vừa rồi lên là chúng tôi thì cũng thông cảm, mấy anh em nấu bánh, trời ơi tập trung che rạp quá trời đông luôn ngồi. Bỏ công phu thì chúng ta thôi, 3 ngày Tết cũng hoan hỷ. Mà đến hôm nay là không có Tết nhất gì nữa rồi. Thì phải giữ lại công phu. Giữ lại công phu và lập lại cái thời khóa. Chúng nữa chúng tôi lên họp. Cái thời khóa bữa nay sáng thì vẫn giữ từ 4 giờ đến 6 giờ. Ai dậy sớm thì vô phòng hộ niệm hoặc tu thêm gì đó tu. Còn 4 giờ đến 6 giờ vẫn là giờ buổi sáng. Tu cái kiểu buổi sáng này vẫn là cởi ngựa xem hoa, cởi ngựa xem đàn. Bản thân chúng tôi thấy nếu mà 2 tiếng buổi sáng vẫn chưa là đủ đâu. Phải từ 2 giờ đến 6 giờ 4 tiếng thì lúc đó nó mới thấy cảm giác là đủ. Bản thân chúng tôi thực sự mà nói đến hôm nay mà đi vào công phu, bây giờ còn có 2 ngày nữa là thành 50 tuổi nè, mà vẫn chưa được gì cả. Có hai cái chú già già lớn tuổi, ổng gặp chúng tôi ổng nói, nó già già chứ cũng 5-6 mấy tuổi không. Ông cứ nghe thầy nói là thầy đi tu từ hồi nhỏ đến bây giờ mà thầy vẫn thấy con trẻ chưa đủ, cho nên con phải lo tinh tấn. Cái câu nói này mình phải nằm lòng, để trong lòng mình. Mình tu được bao nhiêu năm rồi mà không tinh tấn thì sao? Lúc bệnh hoạn nghiệp báo nó đến là không lễ Phật được. Muốn tu cũng không được. Ngay bây giờ là nghiệp báo oan gia, túc nghiệp nó đang nhường đường cho mình, nó chưa có tới nó tìm báo oán của mình. Cái phước còn che chở, tam bảo còn gia trì, mà nếu không nỗ lực mà để lúc con ma bệnh nó vào thân rồi đó nghe, mà cái lúc nghiệp báo nó tới rồi đó, không thể nào tu nổi. Mà không tu nổi là mình ở trong môi trường đó, mình chán cái môi trường đó, mình chịu không nổi, mặc cảm rồi bắt đầu nó đẩy mình đi nơi khác. Lúc đó mới thấy cái khổ tang thương. Trời ơi, bây giờ nhìn ở bên ngoài, cuối năm không bán được quýt, cây quất á, mình nói cái quýt, rồi bông hoa nó để đầy đất chật bãi ở Hà Nội. Một trận mưa hôm qua nó ngã rạp hết 3 cái cây quất. Bông hoa tơ tàn, người ta ngồi người ta khóc. Nó khổ cực, cùng cực, mấy anh em không có coi nhìn thấy. Hiện tại bây giờ tam bảo đang gia trì mình, 3 bữa ăn mình sung sướng, mình không thấy cái gì là làm cho mình khổ phải không ? Nếu mà mình được cái phước phần như vậy, được tâm bảo gia trì như vậy, thì mình phải nỗ lực công phu để hồi hướng cho thế giới này an định, cho được hòa bình, chứ không phải ở không chơi chơi.
thấy đại chúng ở trên đó, ở dưới này thực sự tu vẫn là cởi ngựa xem hoa, chưa là gì. Bữa nay buổi chiều có thể tu một lèo giống như dưới này từ 2 giờ đúng không? Cho đến 6 giờ. Thì ở trên đó 2 giờ đến 4 giờ nghỉ 1 tiếng, 5 giờ đến 7 giờ. Thì hôm nay mình có thể ở trên đó 2 rưỡi đến 6 giờ rưỡi, bỏ cái khoảng chính giữa từ 4 giờ đến 5 giờ đó, mình làm luôn một lèo, vô trì đại bi xong rồi bắt đầu là tiếp tục mình lễ Phật, ngồi lắng nghe, ai mà nghe được thì thấy khỏe thì niệm thầm, còn không thì lắng nghe. Rồi bắt đầu chuyển qua lễ Quan Âm, xong rồi còn cái thời gian cúng thí, thì thực ra tu mình 6 giờ thôi, cúng thí nửa tiếng nữa là xong. Bây giờ trên đó chúng tôi thấy mấy anh em làm hơi mệt buổi sáng, cho nên 2 giờ có nhiều người lừ đừ ra tu không nổi, hầu như là bỏ cái thời đại bi. Thì hôm nay dịch bệnh như vậy thì chúng tôi phát khởi mấy anh em, khuyến tấn mấy anh em huynh đệ, buổi chiều đừng bỏ đại bi, ở trên đó bắt đầu vào thời khóa, liên tục một lần, chứ hầu như ngắt cái khoảng đại bi từ 2 giờ đến 4 giờ là hầu như ai cũng bỏ cái giờ đó. Ở trong phòng trì ngủ lên ngủ xuống, rồi gì, từ lúc 5 giờ đến 7 giờ thì lèo tèo không có bao nhiêu người trên đó hết. Thì làm sao cái cảnh giới trên đó nó an định được. Hôm nay chúng tôi lên là xếp lịch lên và từng người, hôm bữa nói thầy Phiên là viết tên để trên kệ từng người. Nhưng mà vừa rồi đây gặp bánh chưng rồi nấu bánh chưng rồi Tết nhất đến nó đảo lộn công phu hết anh em rồi. Mà chúng tôi nghĩ là chắc phải một năm mới họp lại được, nhưng hôm nay dịch bệnh đến là bữa nay phải lên họp sớm để mà sắp xếp lại, có công việc ở trên đó. Mọi người phải đeo khẩu trang, bản thân chúng tôi cũng phải đeo. Ngộp khó thở thì đeo tới lỗ mũi, còn không phải kéo lên trên. Để người bên bữa nay là xã họ xuống, họ thấy cái quyết định của chủ tịch tỉnh là bắt đầu thi hành là phải ngưng hết tất cả những nghi lễ. Thì bây giờ các cụ ở đó làm sao, các cụ ở trên đó làm sao, mọi Phật tử trên đó làm sao, những người đã lỡ đến cộng tu á, nghe năm người nam 7 người nữ đã lỡ đến ở đó rồi thì cái việc ở đó không nhận người mới vô nữa. Thứ hai là mọi người á, là ở bên ngoài phải ra cái phòng bảo vệ đăng ký suất ăn sáng và trưa và tối. Nếu ăn một buổi trưa hoặc một buổi sáng thì phải đăng ký nhúng như đợt trước. Còn nếu mình ở nhà mà có bếp nút nấu rồi thì mình nên ở nhà bớt tụ tập vô bên trong. Vừa bước vào bên trong phải có khẩu trang sát khuẩn, đo thân nhiệt và họ vào họ lấy thức ăn. Còn ngay bây giờ mọi người phải cộng tu tại nhà như lúc trước. Ngưng tất cả các nghi lễ mà họ vô chánh điện họ thấy ngồi trong đó quá đông là có chuyện liền. Vừa rồi cái ngày tất niên họ lên, công an xã họ lên, họ gần như là bắt mình phải ngưng lại. Chúng tôi nói thôi, đợt này lỡ cho thầy làm cái lễ này đi. Bởi vì đã sắp xếp từ trước, bây giờ người ta vô ngồi như vậy rồi năn nỉ quá chừng luôn họ mới cho. Họ viết cái giấy, họ cảnh báo mình nếu đợt sau mà còn tập trung như vậy là họ sẽ xử lý mình nghiêm. Cho nên thành ra quý Phật tử phải chấp hành cái điều này là ăn uống không ngồi tại nhà ăn nữa. Và quý thầy phải dọn vào trong cái lớp đệ tử quy nhà ăn cũ á, sắp xếp bàn lại ngồi trong đó. Nếu mà căng như lúc trước là phải cầm cái hộp mang về, cầm cái khay nhựa đó mang về trên phòng ăn nữa đó. Bây giờ tạm ăn trên cái nhà ăn của lớp đệ tử quy để nhà ăn nó trống vậy đi. Bây giờ mình mới thấy cái chùa giá trị là khi mình vào tu mà lúc bình thường ổn, không có dịch, mình là đà, mình lơ là rồi mình tà tà đúng không? Đến bây giờ đóng cửa rồi mình mới thấy giá trị. Đợt dịch bệnh đợt trước có cái cô đứng ngay cửa, cô gục mặt, cô khóc, kêu vô chùa không được, không biết khi nào mở cửa. Mà đôi khi mở cửa rồi là tà, tu tà tà không chịu tu cho coi. Con người mình nó vậy đó, nó ngộ lắm. Cái gì mà nó mất rồi mới thấy quý, cái gì mà không còn rồi mới thấy quý. Cái gì trở ngại rồi mới thấy là điều đó là cần thiết. Còn nếu mà có rồi mở cửa thoải mái là coi như họ cũng không tha thiết chuyện tu lắm. Cái vấn đề ăn là phải đăng ký, và mấy thầy trên bếp chúng tôi lên là phải quán triệt cái việc ăn uống này cực kỳ quan trọng. Họ không có đăng ký, họ muốn lấy lúc nào họ lấy. Mấy thầy có bữa ăn bữa không, nấu dư quá trời luôn cho heo ăn, bún cơm gạo cho heo ăn. Mấy thầy nhà bếp và mọi người mà làm như vậy mà không quản lý là mang tội. Một hạt cơm của đàn na tính thí nó lớn như núi Tu Di á. Nếu đời này mà không liễu đạo là đời sau mang lông đội sừng trả, chứ không phải đơn giản đâu. Người ta cúng ào 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 có để mà ăn mà phung phí. Hôm nay là quán triệt cái chuyện mà ăn uống đó là hết sức thận trọng.
Ngoài đời người ta làm mới kiếm cái miếng cơm ăn áo rất là khổ, còn mình người ta cúng ào 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 kho gạo cả kho cả kho. Có ông thầy nhàn lo rồi thì mình không phải lo nữa, xài thoải mái, điện đài xài phung phí thoải mái là chết. Trời ơi, cái dịch lúc trước là chúng tôi đã đuối rồi đó. Đuối nghĩa là không ai mà vô cúng, đóng cửa suốt mấy tháng trời. Mà dịch này bây giờ đóng cửa mà không biết khi nào mở cửa thì tiền đâu xài đây. Có dành dụm gì đi nữa mà tiền như cái núi mà không có ai phát tâm cúng dường, không có ai đến chùa thì làm sao mà bao nhiêu con người này một tháng gần 500 triệu bây giờ tính sao đây? Mỗi thầy, mỗi người phải biết cách để mà tiết kiệm, tích lũy, là mình bòn cái phước cho chính mình. Một hạt gạo cũng phải gì? Rửa sạch để mà mình dùng lại, chứ không phải là phung phí đâu nghe. Đã nói mấy thầy nhà bếp phải hết sức thận trọng. Bữa nay bao nhiêu người ăn, nấu bấy nhiêu phần, không được dư. Chúng tôi thường lên kiểm tra đó. Dư rồi bây giờ làm sao? Phải lấy tiền túi ra liên tục mua. Một cái mùa Tết này chi phí kinh khủng luôn, mấy trăm triệu luôn. Chết rồi. Cho nên thành ra không biết lựa cơm gấp mắm, không biết gói ghém là đói. Đói chết luôn chứ không phải đơn giản đâu nghe. Không phải là chúng tôi nhân cách hóa hoặc là quan trọng hóa cái vấn đề hoặc là khó khăn như quý vị đâu. Coi đi, coi ở ngoài đời đến bây giờ họ buôn bán làm ăn không được. Cô Phật tử đó còn nói con làm đài VTV cũng như là bao nhiêu người lúc trước là thu nhập. Thí dụ là 100 triệu, đợt này một nửa hoặc chưa tới một nửa, kinh khủng không? Bao nhiêu người là đều là kinh tế bị sa sút hết. Rồi khi mà kinh tế mà sa sút rồi, gia đình dễ lục đục. Quý vị thấy một năm đến tối chỉ có 3 ngày Tết, mà bây giờ đến cuối năm họ đóng cửa lại hết, ngồi trong nhà nhìn nhau. Không có gạo nấu nữa chứ không phải đơn giản. Không có đơn giản đâu. Mình được sung sướng, được tam bảo gia trì, được cái phước đang ở nơi bình yên như vậy, thì phải nghĩ đến chúng sanh đau khổ. Để làm gì? Để mình ra công sức, để mình tu hồi hướng, chứ không phải nhẫn nhơ nữa đâu. Không phải là nhẫn nhơ nữa đâu nha. Cái này hôm nay là chúng tôi phải thực sự đọc vô cái văn bản mà của chủ tịch tỉnh cũng như là Hà Nội ở ngoài, ở dưới Sài Gòn mà họ nói là rất gắt. Đợt này không phải đơn giản như đợt trước đâu. Nó lây nhiễm qua không khí mạnh cực kỳ. Bởi vì càng ngày nghiệp sát càng mạnh mà. Nghiệp sát càng mạnh thì gì? Sát kiếp nó càng dữ dội. Chứ không phải đơn giản. Riêng mấy thầy trong nhà bếp là phải biết hôm nay bao nhiêu suất, phải nấu đúng với số lượng suất. Còn Phật tử nào thấy dịch bệnh của chùa, dịch bệnh nó đến rồi đó, mà mình có khả năng nấu được ở nhà thì mình nên nấu ở nhà. Còn không nấu được ở nhà, chúng tôi vẫn cúng dường cơm cho quý vị, vẫn tặng cơm cho quý vị, nhưng mà phải ăn hết sức là gì? Để mà mình tiết kiệm và mình phải gói ghém, chứ không phải là xài phung phí nữa đâu. Chúng tôi là người lãnh đạo, người trụ trì, là người quản lý tiền bạc biết mà, không phải đơn giản. Nếu mà biết tích lũy từng chút đỡ lắm. Nước mà xài biết tích lũy thì điện nó sẽ không có bị tốn. Một tháng không trả 50-60 triệu đỡ hơn. Gạo cơm mắm muối vân vân, tất cả xì dầu nếu biết tiết kiệm là đỡ. Kinh khủng, kinh khủng ở trên đó, cái số lượng người đâu phải đơn giản ở dưới này nữa. May sao cái cơn dịch bệnh lúc trước là trong cái quá trình này mình được yên ổn, chứ không phải là đơn giản đâu. Người ngoài đời trong một gia đình có 3-4 người, 5-6 người thôi mà phải nói là điêu tàn lụng bại, ngồi nhìn nhau mà coi như là gì, rơi nước mắt, không biết ngõ nào mà đi bằng ăn, đụng cái gì cũng trở ngại hết trơn. Kinh khủng không? Đó, chúng tôi chỉ nói một phần ngàn của cuộc sống thực tế người ta bên ngoài. Dân sinh bây giờ họ đang đau khổ cực kỳ, chứ không phải đơn giản. Tự làm tự chịu, gieo nhân sát nghiệp phải chịu sát kiếp. Đó là phải chịu cái nhân quả thôi, chứ không có thể nói được. Thì như vậy hiện tại bây giờ Phật tử công phu làm sao? Chúng tôi nói thầy thiện, một miếng nệm, một cái ghế cách thưa ra, và đại chúng thường trụ của mình công phu bên trong đó. Sáng chiều, nửa buổi sáng ít người đó thì Phật tử bên ngoài họ vào, còn buổi tối đông người quá đại chúng lên, buổi chiều thì họ sẽ giãn bớt ra ở nhà tu, đến khi nào chúng tôi thông báo để vào chùa để mà cộng tu bên trong trở lại thì phải có văn bản chủ tịch tỉnh nói là bỏ cách ly, bỏ tụ tập đông người, dịch bệnh ổn thì lúc đó quý vị vào tu. Nhưng mà thực sự mà nói, nếu mà người biết tu
thì trong cái lúc này là cơ hội mình ở nhà để mình nghe Pháp. Ba ngày Tết thực sự mà nói, nếu mà không có cách ly như vậy thì họ uống rượu xe cộ mà Honda tông nhau chết thôi nhiều lắm, tai nạn nhiều lắm. Trong cái rủi có may, trong cái rủi dịch bệnh mà họ đóng cửa họ ở nhà, họ không có ăn uống nhậu nhẹt ra ngoài đường, thú nó cũng đỡ chết mà không có tông xe tông với nhau. Mà người mà không biết tu họ ở nhà giống như cái tù, trời ơi họ khổ, họ buồn, coi là phải biết luôn. Họ bực bội, họ khó chịu. Cô bên Mỹ cô nói họ ở trong nhà riết, cuối cùng họ chịu không nổi, kêu chết chết thôi để đi cho nó thoải mái, để cho ở nhà nó chết trước khi dịch đến. Họ chịu không nổi. Bên Mỹ là người chuyên, thường xuyên họ đi làm về là ở nhà, không có đi qua là cà những nhà người khác đó ngang. Vậy mà họ chịu cũng không nổi, thời gian quá dài họ chịu không nổi. Còn mình nếu mà biết rồi, biết cái công phu rồi đó, buổi sáng gì mình mở Pháp cho mình nghe, mình tụng thời đại bi. Như chúng tôi lần quần một ngày qua rất nhanh. Nếu mà người biết tận dụng thời gian, rảnh cái là gì? Trong tâm mình niệm A Di Đà Phật, miệng mình niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, đâu có rảnh đâu, có gì đâu mà buồn chóng vắng. Nếu mà biết tu là mọi thời mọi khắc mình biết công phu, không có chóng vắng, không có buồn. Còn người mà không biết tu mà ở trong nhà là giống như cái tù, giống như địa ngục, trời ơi khổ. Bắt đầu họ ngồi một chỗ, họ ngồi họ bấm điện thoại, họ lên mạng cho phải biết nữa luôn, tiêu luôn cái đầu luôn. Buổi chiều, buổi trưa ngủ một giấc dậy xong 2 giờ tu đến 6 giờ nó khỏe re luôn, nó thoải mái. Thời gian nó qua rất nhanh nếu không biết tu. Còn nếu mà biết tu thời gian qua rất nhanh, nếu không biết tu thì ngồi coi như là sợ cái thời gian trống vắng mà không biết làm gì luôn. Thì chính những cái lúc đó trong cơ thể mình tiết ra những cái độc tố, do tâm buồn phiền, do tâm chán chường, do tâm thấy trống vắng, do tâm thấy nó không được yên ổn, cho nên hình ra nó tiết ra những cái độc tố. Cũng như ông cụ lúc trước ở bên Băng Mê Thuộc, ông sanh bệnh là do tâm ông phiền não, ông ăn những chất độc loài động vật, cho nên hình ra ông sanh ra cái bệnh ung thư máu là từ nơi tâm mình và cái thân của mình không biết dưỡng, cho nên nó sanh ra bệnh. Cho nên hình ra Ấn Tổ ngày nói thêm nữa nè, tự con người mình gây ra bệnh, rồi thầy thuốc gây ra bệnh nữa. Không biết tiết chế ăn uống. Ngày ngày hay dùng cái danh từ là tham ăn tục uống. Rồi cuối cùng sanh ra bệnh. Rồi đi đến bác sĩ chỉ cho thuốc, thử coi, uống thử 3 tháng, uống thử 3 tháng, uống thử một liều này xem sao, thử thôi. Cuối cùng thử bệnh nặng hơn nữa. Có những người hết bệnh, mà hết bệnh hay bệnh nặng cũng đều do nghiệp chiêu cảm hết. Thì tụ chung lại sáng hôm nay, chúng tôi muốn lên thông báo với đại chúng, cái sát kiếp bây giờ nó kinh khủng quá rồi, mà sát nghiệp không dừng. Sát nghiệp của người không dừng. Coi kỹ lại đi, có ai thông báo cho họ dừng sát nghiệp không? Đối với bản thân chúng tôi thông báo là không ăn thua rồi. Sát nghiệp không dừng, mà muốn sát kiếp đau binh dịch bệnh dừng là chuyện này không có. Khó lắm. Có thì cái cách ly đó cũng là cái cách để dừng đó, nhưng mà để nó bùng phát hồi nào không hay. Nó im im nó bùng phát lên, nó im im nó bùng phát, nó cứ như vậy nó nhồi hoài mà nó không biết ngõ nào mình rờ. Trời ơi, từ nhỏ đến giờ sống 49-50 năm mà có thấy cái Tết nào mà đóng cửa như vậy. Năm ngoái thì cái Tết vừa rồi nó cũng còn đỡ, đến hôm nay là thôi xong rồi. Kinh khủng như vậy. Hôm nay chúng tôi không nói thì quý đại chúng cũng không có thấy tầm quan trọng đúng không ạ? Thấy bình thường đúng không ạ? Bởi vì mình ở trong cái cảnh này mình thấy nó bình thường. Nhưng mà thấy chúng sanh ở bên ngoài đời nó không bình thường. Nó quá là bất thường rồi. Cho nên thành ra mình nói như vậy để mình phải cảnh giác, để mình công phu tu tập. Đúng không ạ? Bây giờ thầy Nhung Minh đọc cái những điều khai thị của Ấn Tổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang trích trong văn sao. Thành tâm cung kính dâng lên cúng dường chư tôn đức và toàn thể chư vị, các vị đại chúng cũng như các vị liên hữu đồng tu đang trực tiếp xem online trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Tổ sư Ấn Quang khai thị về sát nghiệp và sát kiếp, trích trong sách Tinh Hoa Lục. Như có kẻ nói, kẻ quan quả cô độc
bần cùng hoạn nạn đâu đâu cũng có, sao không châu cấp lại gấp rút lo lắng cho loài dị loài chẳng liên quan gì đến ta. Đấy chẳng phải là điên đảo nơi chuyện thông thả gấp rút nặng nhẹ đó ư? Đáp: ông chưa biết nguyên do Đức Như Lai dạy người kiên giết phóng sanh. Tuy người và vật khác nhau nhưng Phật tánh vốn đồng. Do ác nghiệp nên chúng bị trầm luân trong dị loại. Ta do thiện nghiệp may được thân người. Nếu chẳng xót thương giúp đỡ, cứ mặc tình giết hại ăn nuốt, thì một mai kia nếu phước ta hết rồi, tội của chúng đã trả xong, khó tránh khỏi phải đền trả từ đầu, đem thân mình thỏa miệng bụng của chúng. Phải biết đao binh đại kiếp đều do sát nghiệp đời trước cảm thành. Nếu không có sát nghiệp, dẫu thân gặp phải giặc cướp, chúng cũng sẽ khởi lòng lành, chẳng giết hại mình. Huống chi những tai nạn bất ngờ như ôn dịch, nước lửa, thì người kiên giết phóng sanh rất ít gặp phải. Do vậy, biết rằng che chở loài vật chính là tự che chở mình, kiên giết sẽ khỏi bị trời giết, quỷ thần giết, trộm cướp giết, khỏi bị oán thân giết nhau báo thù trong tương lai. Những kẻ quan quả cô độc bằng cùng hoạn nạn cũng nên tùy phần tùy lực châu cấp cho họ, chứ nào phải người kiên giết phóng sanh hoàn toàn chẳng hành những điều công đức ấy. Tuy người quan quả cô độc rất đáng thương, nhưng họ chưa đến nỗi lâm vào tử địa. Còn loài vật nếu không bỏ tiền chuộc mạng sẽ lập tức phải lên chảo thớt để thỏa bụng miệng con người. Lại có kẻ nói loài vật vô tận phóng sanh được mấy? Đáp rằng phải biết chuyện phóng sanh thật ra nhằm để phát khởi thiện tâm tối thắng, bảo vệ sanh mạng loài vật của mọi người, ngõ hầu lãnh hội được ý nghĩa của chữ phóng, nghĩa là thả, trong tâm đã động lòng trắc ẩn, ắt chẳng nỡ ăn nuốt. Đã không có người ăn nuốt thì người đánh bắt sẽ phải thôi, khiến cho hết thảy loài vật dưới nước, trên mặt đất, trên hư không đều tự tại bay chạy bơi lội trong nơi sinh sống của chúng. Như vậy thành ra không phóng sanh mà hóa ra là phóng sanh khắp tất cả. Đấy chẳng phải là cả thiên hạ biến thành một cái ao ư? Dẫu không phải ai cũng đều như vậy cả, nhưng một người chẳng nỡ ăn thịt thì vô lượng sanh mạng trên đất liền dưới nước khỏi bị giết chóc, huống chi nào phải chỉ có một người. Lại vì hết thảy đồng nhân trong hiện tại và vị lai, đoạn trừ cái nhân của quan quả cô độc hoạn nạn bằng cùng, tạo cái duyên trường thọ không bệnh phú quý an lạc, cha con đoàn viên, vợ chồng giai lão cho họ. Đây chính là làm chuyện châu cấp cứu tế sẵn để đời đời kiếp kiếp trong vị lai mãi mãi chẳng bị những nỗi khổ quan quả cô độc vân vân, hưởng thụ dài lâu những niềm vui sống lâu giàu sang vân vân. Đấy chẳng phải là cả nước được hưởng phước ư? Hả có nên coi thường gác bỏ? Ông hãy nghĩ kỹ đi, kiên giết phóng sanh rốt ráo là khăng khăng vì con người hay là khăng khăng vì loài vật? Điên đảo nơi chuyện thông thả gấp rút nhẹ nặng vậy. Trích trong Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Quảng Chánh Biên quyển 2, sớ trùng tu ao phóng sanh chùa Cực Lạc ở Nam Tầm. Hết thảy chúng sanh từ vô thủy đến nay luân hồi sáu nẻo, lần lượt làm cha mẹ, anh em, vợ con, quyến thuộc, sanh ra lẫn nhau trở thành oan gia đối đầu của nhau, từng hoàn báo thù, đền đáp, giết hại lẫn nhau. Trong các kinh Đại Thừa, Đức Phật đã nhiều lượt khuyên răn nhưng ít kẻ thấy nghe. Dẫu được thấy nghe nhưng kẻ tin nhận văn làm lại càng ít hơn nữa. Do vậy Phật dùng lòng đại bi hiện trong dị loài để con người giết ăn. Đã giết xong bèn hiện các tướng lạ, ngõ hầu hết thảy mọi người biết con vật ấy là do Phật thị hiện, mong dứt sát kiếp để chúng sanh được yên. Như vỏ sò nghiêu, hông bò, móng dê, răng lợn, yếm ba ba đều có hình ảnh Đức Phật ngự trong ấy.
khiến tai mắt con người thấy nghe phải kinh sợ, dứt cơ duyên giết chóc trong cõi đời. Những chuyện như vậy được ghi chép trong sử sách kể sao cho trọn, trước khi giết đều nói là loài thú, giết rồi mới biết là Phật. Do vậy biết, giết loài vật chẳng khác gì giết Phật, dẫu con vật bị giết chẳng phải do Phật thị hiện, thì nó cũng là Đức Phật trong vị lai, giết để ăn. Tội sẽ cao to hơn núi, hơn biển. Hãy gấp nên đào đáo răng dè, ngọ hầu giải thoát. Cần biết rằng người và vật tuy khác, lanh lợi hay ngu xuẩn, đều tỏ lộ. Kẻ ngu xuẩn tâm thức tối tâm, con vật thông minh lại có trí sáng. Ngũ luân bát đức cố nhiên chẳng thua con người. Lòng thành tha thiết so ra còn sâu đậm hơn con người. Dám cậy ta mạnh giết chúng nó ăn thịt, đến nỗi trong tương lai thường bị kẻ khác ăn. Lần xem sử sách từ xưa đến nay, phàm những ai lợi người lợi vật, con cháu nhất định hiền thiện phát đạt. Những kẻ nào hại người hại vật, con cháu nhất định tầm thường kém cỏi diệt tuyệt. Trích trong Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Quyển Hạ, lời tựa sách Vật Do Như Thử. Nam Mô A Di Đà Phật. Những điều này thầy Nhuận Minh vừa đọc lời của Ấn Lão Đại Sư, hóa thân của Đại Thế Chí cổ Phật tái lai, không phải là bình thường đâu nha. Đây là thiện thư lưu truyền. Một chúng sanh nào nghe những điều này để trong lòng áp dụng, gia đình bắt đầu có ngũ phước, thân thể mạnh khỏe, không bệnh hoạn, làm ăn được lợi lộc đem đến. Sống trường thọ, chết các căn vui vẻ. Đây là khuôn vàng thước ngọc. Hàng phàm phu nghe qua thấy tầm thường bình thường đúng không? Nhưng mà Phật Bồ Tát, lời này của Phật của hàng trong kinh không? Các vị tổ tu chứng khi nghe vào trong này cảm nhận biết con người này không phải là người bình thường đâu. Kinh khủng lắm đấy. Đây là thiện thư mà được lưu truyền khắp nơi trên thế giới. Người ta nghe mà áp dụng được rồi thì thôi, công đức pháp thí bất khả tư nghị. Ngắn gọn bao nhiêu đó thôi, áp dụng có khi cả đời làm không được. Ăn chay được rồi phải không? Khuyên người ta kiên giết được không? Không đủ sức để khuyên người ta kiên giết. Khuyên người ta kiên giết được rồi phải không? Phóng sanh được không? Có tiền trong túi mà chưa chắc gì làm được. Không phải dễ đâu. Cái lời Ngài nói là toàn bộ là những cái chân lý mà phải nói là siêu tuyệt. Chúng tôi đọc vào nghĩ ngẫm nghĩ, phải nói là nó có cái lực hút mạnh. Thiền thư này sao quá tuyệt. Khi mà mình tán thán thiện thư của chư tổ của Phật, công đức tán thán này là công đức bất khả tư nghị, vì tán thán pháp của Phật. Pháp là mẹ sanh ra chư Phật. Nếu hàng ngày mà mình không có xem, mà mình có chiêm nghiệm để mình áp dụng, thì mình thấy như giấy mục, lời văn rất là bình thường, tầm thường, không có gì để đáng xem. Nhưng mà cái này không phải đơn giản đâu. Chúng tôi trích lục những điều này cực kỳ quan trọng trong cái lúc mà sát kiếp này đang xuất hiện đó. Mà được bao nhiêu người nghe không? Được bao nhiêu người nghe rồi chịu làm không? Ít lắm. Cho nên cái cuốn này chúng tôi nói thầy Tánh soạn ra là cái bao lì xì hôm bữa ngày tất niên chúng tôi nói tặng cho quý vị. Đáng lẽ ngày Tết mùng 1 là chúc Tết ở trên tịnh thất, thầy Nhuận Minh chúc Tết rồi chúng tôi sẽ giảng và nói chuyện buổi sáng trong một tiếng đồng hồ ngày mùng 1, mà bây giờ không tụ tập được rồi. Chút xíu nữa thầy Nhuận Phiên sẽ phát cho quý vị một cái cuốn sách nhỏ này. Chúng tôi suy nghĩ hoài không biết Tết tặng cái gì, chuỗi cũng quá chừng rồi, mua cái gì cũng không biết mua cái gì hết. Cuối cùng tiền thì bây giờ cũng đâu có cho nhiều được, mà cuối cùng cô hộp cô phát tâm 25 triệu in 3.000 cuốn, trong này những cái tinh hoa trong văn sao, 5 cuốn tam biên tục biên chánh biên quá dày, quý vị đọc không nổi. Rồi rút ngắn thành tinh hoa lục cũng không đọc nổi, mấy thầy mấy chú không đọc nổi.
Giáo dục gia đình, bảo thân tiết dục, đọc không nổi. Cuối cùng bây giờ phải rút những cái tinh hoa này để cho họ ngồi họ coi. Mà coi một lần mình hiểu nổi không? Không hiểu nổi, không làm nổi, phải coi nhiều lần. Cho nên chúng tôi bằng mọi cách để mà đem lời văn sao Ấn Tổ để lưu truyền lại. Chứ chừng mình ra đi rồi, không biết có còn ai phải có làm việc này được hay không. Cho nên mình phải làm việc này. Tốn tiền cũng phải làm việc này. Cho nên hôm nay tặng pháp bảo, đáng lẽ là còn mấy ngày Tết là chúng tôi lên tặng, nhưng mà bây giờ không tụ tập được. Bây giờ tặng lọc trước, tặng lọc đầu năm trước có pháp bảo ở trong này. Cái trong này nó có 2.000 nữa. Mà 2.000 phải 2.000 đô nha. Tặng cho quý vị, lấy bỏ trong gì? Trong cái ví của mình, trong cái túi của mình á. Còn mấy bà già thì gối trên cái đầu nằm á. Họ cất cái này làm cái lọc của giác nhàn. Thấy không ạ? Chứ giờ cho quý vị bao nhiêu xài cũng hết, mà cho 2.000 xài không hết, xài hoài không hết. Cái này đâu mua được cái gì nào nữa. Không. Thì hôm nay sẽ tặng lọc cho quý vị trước. Là chiều hôm nay là cái ngày cuối năm. À, sáng hôm nay là cái ngày buổi sáng cuối năm, ngày 29, 30 đó nè. Là tặng lọc cho quý vị, rồi mỗi người ở nhà. Thực sự đây là cơ hội mà chúng tôi từ khi về, từ bên Mỹ về là chúng tôi muốn tịnh tu, đóng cửa chẳng tiếp ai, muốn tịnh tu lắm rồi. Nhưng mà Phật tử thì họ cứ muốn tha thiết họ gặp, họ muốn cúng dường. Vừa rồi có một bà già, bà đi từ Bình Dương, từ Bình Dương dùng vùng dịch đó, nhưng mà bà không có bị nằm trong cái khoanh vùng của vùng dịch, mà bà lên tới trên này, bà tìm gặp bằng được chúng tôi. Bà cúng 20 triệu mà bà nói bà để dành một năm. Trời ơi, một tháng bà tiền lương có 3 triệu mấy, mà bà ăn một tháng có 1 triệu mấy, còn bà để dành không biết làm sao đó, đúng một năm trời là 20 triệu. Nhìn cái mặt bà khắc khổ vô cùng, tội nghiệp quá chừng luôn. Bà nói sao khó ngủ quá chừng, con nghe pháp của thầy, con niệm Phật niệm Quan Âm mà nó hơi khó ngủ. Chúng tôi mới cho bà bột đồ dinh dưỡng đồ, bà để bà về bà uống. Bà kêu con để dành một năm á thầy, con 10 triệu phóng sanh, 10 triệu in kinh. Người ta biết, người ta biết tích lũy như vậy. Mà đôi khi mấy thầy có tiền túi mà kêu để mà làm chuyện cho pháp hội không có đâu, cất trong túi mua đồ xài cá nhân chơi thôi, chứ không có nghĩ đến cái chuyện của đại chúng. Thì cái phước của mình ít lắm, nhỏ lắm. Hết phước hồi nào không hay. Phải nghĩ cho đại chúng đi. Tâm càng cứ càng gì, tâm mình cứ càng khai mở, tâm mình cứ càng nâng cao cảnh giới vì chúng sanh đi, thì cảnh giới mình nó sẽ khác liền. Chứ đừng có vị kỷ riêng tư cho mình nữa. Cho nên sáng mùng 1 Tết 8 giờ chúng tôi ngồi tại đây, có đại chúng, và chúng tôi sẽ truyền trực tiếp để chúc Tết, chứ không lên tỉnh thất được rồi. Còn các cụ Tết mùng 1 đó qua thắp nhang một chút, lấy cái gì ăn sáng xong quay về lại nhà mình, có truyền hình trực tiếp á, mình có tivi hoặc có điện thoại gì mình ngồi mình nghe, chúng tôi sẽ nói chuyện trong cái ngày năm mới làm người mới. Hiểu không? Chúng tôi sẽ nói chuyện trong một tiếng đồng hồ buổi sáng ngày mùng 1 Tết đó. Vì vậy cho nên thành ra cái việc chúc Tết trong năm nay không có lên trên tỉnh thất để mà làm lễ được, bởi vì ngưng tụ tập rồi. Vấn đề thứ hai chúng tôi nhắc lại là cái việc mà giao cho thầy Hào quản lý về cái ban mà bảo vệ đó là hết sức là cẩn thận. Tất cả mấy anh em từ ngay giây phút này thầy Phiên phát cái cuốn mà một cuốn sách mà lọc của chúng tôi Tết đầu năm thay vì mùng 1 hoặc 1-2 gì đã phát đó, thì bây giờ phát trước hết đi và đeo khẩu trang hết. Ai có ngợp thì đeo kéo xuống dưới cái lỗ mũi, phải đeo hết. Đợt trước không có chấp hành, đợt này mọi người phải chấp hành việc này để chính quyền xã rồi công an hay vô họ nói chùa. Ông thầy Giác Nhàn đã chấp hành, có đeo khẩu trang, có sát khuẩn và có rất là nghiêm túc. Thì cái đó là cái việc mình, người tu mình phải chấp hành trước, chứ để người ta nhắc nhở hoài nó kỳ lắm. Hôm trước đó chưa có văn bản của tỉnh, chúng tôi tập trung tất niên, họ lên họ nói mình cũng khó chịu quá chừng luôn. Mình thấy không nên tập trung như vậy được. Đó là cái việc Phật tử hết sức là hoan hỷ cho cái buổi sáng hôm nay chúng tôi nói chuyện đó, để cho biết cách để mà mình biết là cái việc mà chính thức chúng tôi là nói, chứ không phải là thầy Thiện hoặc ai nói quý vị ngờ vực nha. Để quý vị biết, để quý vị coi như là mình ở nhà để mà mình tu tập. Còn cái việc hộ niệm thì ra vô nó thưa và chia ra, không có dồn cục, vẫn tiếp tục cứ hộ niệm mà số lượng ít người thôi, không có đông. Hôm vừa rồi đây có một cái cô đó tên gì mới mất, cô gì hả? À, cô Lộc. Cô này cũng đặc biệt. Lên xuống 3-4 lần hộ niệm rồi, đợt này ở trên phòng hộ niệm 2 tháng.
Chúng tôi lên cái cô lấy tiền của cúng dường, cô nói con thấy con khỏe rồi cho con về khâm khu chuyên tu một chút. Con nếu mà con khỏe là con ở dưới khu chuyên tu, con thích công quả. Thì cho cổ đi chung xe, cổ về mới hôm qua cổ lên cái đồ cổ mất trên đó, mất đúng ngày cuối năm 28 nay 29 đi làm giấy tờ, mai 30 đi thiêu cổ. Cho nên thành ra là cái việc mà con người ra đi mình thấy nó sống ở trong cõi này coi như là một cái con người mình nó cái mạng sống nó mong manh như chỉ mành treo chuông á. Dịch bệnh nó đến rồi đủ thứ nó đến với mình thấy quốc độ nguy thế nó không an toàn. Thôi giờ tha thiết về cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà cho nó là an toàn, không có dịch bệnh gì cả. Về trên đó thì nghiệp tham sân si còn không có, thì làm gì có chuyện bệnh hoạn xảy ra. Tiếng khổ, tiếng bệnh còn không có, chứ đừng có nói sự bệnh, sự khổ, không có đâu. Về trên đó là coi là nghiệp nó tiêu. Mà khi mà nghiệp nó tiêu rồi thì gì? Là con người này là tu hành sẽ từ từ thành Phật thôi. Về trên đó là điều A Bệ Bạc Chí là A-La-Hán hết. Tham sân si mạng nghi không còn, kiến hoặc tư hoặc rụng hết, tiêu hết. Còn những cái vi tế vô minh tiếp tục tu hành để nó thành vô thượng chánh đẳng chánh giác thôi. Cho nên cảnh giới nó an ổn vô cùng. Mọi người nên để phát bồ đề tâm võng mãnh, mà muốn võng mãnh phát bồ đề tâm về trên đó thì xem cái cõi này giống như ngục tù á, hầm xí không đấy. Trong văn sao Ấn Tổ có nói đó nghe, phải có tâm niệm này và muốn về cực lạc thì tín nguyện nó mới đủ. Niệm Phật tối ngày thôi à, nhưng mà gì vẫn tranh giành hơn thua, vẫn thích cái cõi này thì không có về được đâu. Cái thân thể này là thân thể bệnh hoạn, thân thể nghiệp báo, giữ nó làm gì vậy? Cho nên ngài nói như vậy, cái câu ngài nói là tạ từ sắc phàm, cao đăng hải hội, để nhận lãnh cái thân tử ma châm kim, không đau bệnh, đầy đủ thần thông diệu dụng. Trời ơi, sung sướng như vậy mà mình không chịu. Thực sự là chúng tôi vẫn thấy mọi người thích, và chúng tôi thấy cái việc dịch bệnh này là nó đang trầm trọng, cho nên cũng muốn nói mỗi buổi sáng, nhưng mà hôm nay không thể làm như vậy được. Mỗi lần ăn cơm sáng xong là ăn là phải là dưới 50% mới nói được, trong thời nó ứ cái bụng nó tức chịu không nổi. Mà khi cứ nhiều ngày như vậy là bắt đầu gì, ăn xong là không có được nghỉ ngơi cái não. Ăn cơm xong đi kinh hành. Thường hôm nay chúng tôi thấy áp dụng với thầy Tánh, còn một số mấy anh em về là ngồi một đống rồi lười đi kinh hành là bao tử bắt đầu nó đau, không tiêu hóa được, rồi nhiều chứng bệnh xảy ra. Ăn cơm xong đi kinh hành sáng chiều cũng vậy, mà ăn cơm xong bắt quý vị ngồi đó nghe mà chúng tôi nói nữa thì lâu ngày thành bệnh. Sinh hoạt này không có khoa học. Lợi quý vị là quý vị có tính tâm, nhưng mà tổn mình không được. Tổn mình lợi người thì không được, phải lợi mình lợi người mới được. Cho nên lâu lâu có buổi sáng đột xuất thì chúng tôi lên nói chuyện. Chứ còn không có thể nào mỗi buổi sáng như lúc trước dịch bệnh đầu tiên, chúng tôi không làm nổi được. Cho nên Ấn Tổ là cái gì, cái mà cái khí lực ngày dưỡng là cái đó quan trọng nhất. Rất quan trọng cái khí lực. Tổn thọ đôi khi cái khí lực nói nhiều quá cũng bị tổn thọ, nhưng mà đơn giản đó. Thì đó cái việc hôm nay trong gần một tiếng rưỡi đồng hồ, 8 giờ kép, trong một tiếng rưỡi đồng hồ đó, là chúng tôi nói chuyện cùng quý vị để quý vị nắm bắt rõ. Và đại chúng chút nữa 10 giờ có mặt là chúng tôi họp và quán triệt mọi công việc. Và nhớ nhắc lại Phật tử nào dùng cơm phải đăng ký, chứ không mình không đăng ký rồi cứ nấu nhiều lên. Hoặc giả mình ăn một bữa mà mình không đăng ký một bữa, mà để mà lấy hai ba bữa, nấu hai ba bữa nó dư trong đó rồi mình cũng mang tội. Cho nên đợt này dịch bệnh khó khăn kinh tế lắm. Cho nên quý vị phải nhất là nhà bếp với thầy Thiện tiêu dùng tiền bạc là phải hết sức cẩn thận, chứ không phải như vừa rồi lấy bao nhiêu là đưa bao nhiêu. Hỏi qua chúng tôi họ coi việc đó có nên làm hay không. Đâu mà tiền như kêu gọi là tiền chùa xài xả ga luôn là chết ngắt rồi. Người ta cúng từng đồng từng cắt, bà già bà để một năm trời mới dư được 20 triệu. Kinh khủng không? Họ biết tích phước. Vậy cho nên thành ra cái ngày chủ nhật đó thì chỉ có cúng, vẫn cúng trai tăng. Có như cô họp một số người cúng trai phạn, có hôm qua có cái chú đó. Không biết ông làm sao, ông kêu cuối năm con để dành được 20 triệu, mẹ con mất, con ở đây con niệm Phật để con cúng trai tăng, thầy sắp xếp. Thì ngày mùng 10 đó cúng trai tăng là chúng tôi có giảng nói chuyện trực tiếp. Mà nếu trên đó mà căng thì chúng tôi nói chuyện dưới này, phát tác bạch trai tăng dưới này là trên đó vẫn dùng. Chứ không có tụ tập đông người, mùng 10 cũng không có tụ tập đông người vô, chưa có quyết định để mà xóa bỏ cách ly của chủ tịch tỉnh thì mình cũng phải chấp hành theo.
mọi người ở nhà nên tu. Cho nên Ấn Tổ vẫn là cái bài của Ngài, vẫn là khuyến khích của Ngài là mỗi nhà là một cái đạo tràng. Mỗi nhà là một cái đạo tràng. Và vợ chồng đó là thân bằng quyến thuộc, là pháp quyến của mình, để tu hành an toàn nhất, để Phật hóa cái gia đình mình, để làm cho cái gia đình mình được ấm cúng. Chứ đừng có nói kêu làm sao mà thầy gắt gỏng chưa có gì hết trơn mà cách ly không cho người vô chùa, nói vậy không có được, mang tội. Cái này là chúng tôi làm cái vấn đề này đã theo cái luật pháp của nhà nước, nghị định của chính phủ đưa ra mình phải chấp hành. Bởi vì là trong cái việc mình báo ơn cha mẹ, báo ơn tổ quốc, mình phải chấp hành cái luật lệ của nhà nước đã đưa ra để mà mình sống để cho nó yên ổn, chứ không thì mình chống trái lại không được đâu. Hôm nay chúng tôi nói như vậy để cho quý thầy hết sức thận trọng, rảnh giờ nào niệm thường xuyên danh hiệu Quan Âm Bồ Tát, trong tâm dưỡng hơi bốn chữ A Di Đà Phật, trì thần chú đại bi, gặp nạn là phải nỗ lực công phu, chứ không phải là là tà nữa đâu. Ăn ngủ ít lại để cho mình có thời gian công phu. Ăn ngủ nhiều đó nó cũng dính ở trong cái ngũ dục tài sắc danh thực thì không có vãng sanh được đâu. Đó cái việc hôm nay chúng tôi nhắc nhở đại chúng. Và sáng mùng 1 đó là đại chúng khắp các nơi trên thế giới là xem trực tiếp thôi, chứ không có về tỉnh thất được nữa. Và hôm nay là bao nhiêu người ở tại địa phương của mình ở trên tỉnh thất, đó là phát lọc, phát khẩu trang hết. Và ai ăn cũng phải đăng ký hết và nấu cho nó vừa phải, chứ không có phung phí nữa nha. Điện nước tất tần tật mọi thứ phải hết sức là thận trọng, không có xài phung phí nữa. Điện cứ xài thả ga là tốn tiền 60-70 triệu, là không có tiền trả đâu, là giải tán chứ không phải đơn giản đâu. Thôi giờ đại chúng chúng ta nghỉ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.